Kết phiên ngày 28 tháng 11, thanh khoản 14.060 tỷ, tăng 7,37 điểm lên 1.095 điểm. Thị trường hồi phục rất là tốt, có những dòng dẫn, ví dụ dòng nhà Vick hay là dòng thép hôm nay hồi phục tốt. chia sẻ mọi người video cuối tuần, những cái dòng tiềm năng vượt đỉnh, dòng thép chẳng hạn, dòng tiềm năng vượt đỉnh rất là, rất là cao. Trong nhóm thì vẫn đang cầm nam kim, cho anh Bú, cho, vẫn cho mọi người đang gồng lời khả năng là có biên lợi nhuận ở tầm 30 40 phần trăm đấy bây giờ đã được này, tầm hơn 20 phần trăm rồi đúng không Nam Kim hay là những cái cổ phiếu tôi chia sẻ với mọi người video ngày hôm qua đôi khi các bạn chỉ lỗ ngắn hạn thôi đúng không? đôi khi các bạn chỉ lỗ ngắn hạn thôi khi nó vào sóng thì nó lấy lại hết thậm chí là các bạn sẽ lại ngược và vì vẫn đang đánh theo kịch bản mà tôi chia sẻ với mọi người rồi đúng không chỉ cần thêm một vài phiên xác nhận nữa thôi là có những nhịp test lại là các bạn hoàn toàn các bạn uh, có thể mua để mà đợi một cái sóng cuối năm đúng không các bạn đừng lo các bạn mua muộn nhé VNX dù ngày mai thiên Tôi thiên về kịch bản ngày mai VNX tiếp tục tăng nhưng mà Tăng xong rồi lại phải về test lại các kiểu loang hoàng loang hoàng phải tầm 3 đến 5 phiên nữa Thì bắt đầu mới vào sóng cơ Chứ không phải là nó tăng vù 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 lên đâu cái Bởi cái, cái form và cái phân tích kỹ thuật của VNX Nó cần, đang cần đợi nó Thứ nhất là dòng tiền, thứ hai về mẫu hình Và dòng tiền thông minh nó đang đứng ngoài đợi đấy mọi người nhé Và còn những cái yếu tố ảnh hưởng bởi thị trường thế giới nữa thì tôi sẽ phân tích của mọi người trong video ngày hôm nay Đấy, hôm nay thanh khoản cải thiện 14.060 tỷ là rất là tốt rồi ngày Hôm qua giảm đỏ thanh khoản thấp Hôm nay tăng điểm thì lại thanh khoản lại cải thiện hơn Đấy như thế là một yếu tố rất là tích cực mà và vn vẫn đang giữ bé, giữ giữ được cái vùng tích lũy nó và những cái dòng chứng khoán hay dòng bất động sản chẳng hạn nó không bị gãy và những cái dòng có tiềm năng dẫn sóng ví dụ dòng thép đấy thì nó vẫn đang rất là khỏe đấy, nam kim nó có dục dịch dục dịch vượt đỉnh rồi đúng không ok À, đối với thị trường thế giới thị trường thế giới đang uh, phân hóa nhưng mà nhiều khả năng là sẽ uh, có điều chỉnh trong một hai phiên tới đúng không Dow Jones uh, tăng 0,02% này điều chỉnh để mà tạo cái đáy hạn đỉnh hai mọi người thì tôi chia sẻ với mọi người là cái nhịp này index chạy không bằng thị trường thế giới nhưng mà cái nhịp sau nhé cái nhịp sau thị trường thế giới tạo đỉnh hai thì mình tôi đánh giá index sẽ chạy tốt hơn so với thị trường thế giới đấy nghĩa là cái nhịp này nó mới tạo một đỉnh đúng không? thị trường thế giới mới tạo một đỉnh ví dụ Dow Jones chẳng hạn đấy Dow Jones đấy, mới tạo một đỉnh thì cái nhịp này Dow Jones tăng rất mạnh đúng không Dow Jones này, Nasdaq tăng rất mạnh tăng vù 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 luôn thì có thể nó sẽ phải uh, về điều chỉnh lại nữa thu thu gần cái vùng đường mái 10, ví dụ nó cũng về test lại vùng này đi thậm chí là có thể là lốc gác để để tạo cái vùng nghe là bây giờ đang có một đỉnh đúng không về test lại tạo đỉnh hai đây MACD mới có một đỉnh thì có vẻ là về test lại khi mà tạo đỉnh hai thì nhiều khả năng là VNX sẽ khỏe hơn và tăng biên lợi nhuận tốt hơn so với Dow Jones hay Nasdaq hay những chỉ số thị trường thế giới. Nhưng là nhịp vừa rồi, đâu, nhịp vừa rồi mình không tăng bằng nó. Nhưng mà nhịp sau tôi tin là VNX sẽ tăng bằng ấy thì thậm chí là tăng hơn so với thị trường thế giới. Bởi vì nhịp vừa rồi mình không tăng được quá nhiều, nhịp vừa rồi thì VNX đang ở trong giai đoạn rung rũ tích lũy và nhiều khả năng là gom hàng chứ không phải là, là gì đâu để chuẩn bị cho một cái kèo cuối năm đấy em và tôi sẽ phân tích mọi kịch bản của vnx nữa thì hôm qua có chia sẻ với mọi người là vsm nhiều khả năng hôm nay tăng thì hôm nay đúng là tăng đúng không đấy bởi vì là nhà đầu tư của việt nam bây giờ đánh theo phân tích kỹ thuật nó rất là nhiều đấy, cứ cái form nào mà phân tích kỹ thuật đẹp là các ông và các ông đánh thôi chứ cũng chả cần quan tâm gì đến cơ bản này. thật ra cơ bản thì các bạn thì chỉ cần chọn những cái cổ phiếu mà không có phá sản là được rồi còn xét về yếu tố cơ bản của việt nam thì Lỏng hoàng lắm mọi người nhiều cổ phiếu kinh doanh kết quả lợi nhuận rất là tốt cũng chả tăng được bao nhiêu đúng không và nhiều cổ phiếu thì kinh doanh kết quả bình thường trái phiếu vẫn lợi tùm lum tứ lưa thì lại tăng khoảng tầm 30 40 phần trăm đúng không đấy, thậm chí là 50 60 phần trăm x đôi x ba đấy trái phiếu tùm lum vẫn bị mà nó vẫn tăng x đôi x ba chuyện rất bình thường đấy, thị trường của mình nó như vậy cứ phân tích kỹ thuật là đẹp là nhà đầu tư có xu hướng múc quan trọng là cổ phiếu nó không hủy đâu biết thôi. ấy sẽ phân tích mọi người kịch bản thị trường thế giới cũng như là những cái chỉ số như kiểu là để ghi cái thứ để cho mọi người kịch bản rõ hơn. đấy hôm nay khối ngoại là ATC vẫn được quay lại mua mua dòng hơn 48 tỷ tự doanh thì bán dòng hơn 54 tỷ. khối ngoại mua dòng ba phiên liên tiếp rồi đấy một yếu tố tích cực và hôm nay là có dòng thép nó là điểm sáng của thị trường ngày hôm nay. Đấy, nam kim tăng 46% ở trong nhóm đang lồng thép đúng không? Hôm nay tôi có chia sẻ mọi người là lúc sáng sớm và mọi người là theo dõi thêm tầm hai phiên tới, rồi hai phiên tới thì xác nhận vào sóng thì lúc đấy các bạn mua muộn một chút được, không có vấn đề gì cả. hôm nay bảo là bạn nào có thể cân nhắc đánh ngắn VSM cũng được. Đấy, quanh tham chiếu đấy. Thì hôm qua video YouTube tôi chia sẻ mọi người trên YouTube rồi đúng không? VSM hôm nay kiểu gì tăng, hôm nay VSM lúc tôi khuyến nghị xong thì PSM thậm chí còn có cả giá đỏ cơ mà lúc thị trường rung lắc lúc sáng này thị trường có những lúc giảm đến gần 10 điểm đó xong rút chân lên thì các bạn nhìn là vnx này đúng không vnx nó đang vẫn đang ở trong cái biên tích lũy như này thì nó phải cần những cái phiên xác nhận nhá cần những cần những cái phiên xác nhận ví dụ ngày mai đi rất kỳ vọng là ngày mai thì vnx có thể là có một nhịp nó lên cái vùng mà một nghìn đi đấy nó có thể tăng, tăng 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 sốc và nhiều dòng nó tăng lên tốt thì lên vùng 1118 đi. Hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp như vậy nhé. Có thể tăng tầm 10 10 15 điểm ngày mai chuyện rất bình thường đấy, bởi vì là uh, đang tích lũy kiểu như này để nó một cần một cái xu hướng mới ý, thì nó cần có một cái nhịp mà tăng để lấy lại 10 đường 120 cũng như là lấy lấy và xử lý cản ấy. Đấy, ngày mai rất là kỳ vọng bởi vì hôm nay có một phiên test cung đó. Hôm nay một phiên test cung đảo chiều như kiểu con vết mới. Đấy thì thì rất là kỳ vọng ngày mai có một phiên bứt thoát để lên cái vùng này. Ngày mai hoặc là tuần này, đúng, không? tuần này để có một cái nhịp mà xử lý cả này đi, xử lý cả này đi xong rồi lúc đó lòng test lại, đó. Đấy thì thì để xem thị trường đánh kiểu gì thì tôi cho, sẽ cho mọi người kịch bản cứ như vậy. lo nhất là gãy lên rũ về vùng, vùng dưới này thôi. thì thật ra thì dù về có vùng dưới này thì trên trung hạn của Vinic nó vẫn là ổn thôi nhưng mà kịch bản nhé, kịch bản tôi nghĩ nick gãy về vùng vùng này thì thì chỉ khoảng tầm 30% thôi. gãy về vùng này gọi là đánh mô hình gãy lên rũ đấy. Đấy, đánh cái rũ thì nó về vùng này thì kịch ừ, bản đó thì khoảng tầm ba mươi kịch bản mà tích lũy ừ, chen khỏe mà đi lên thì tôi thiên về kịch bản ấy bảy mươi là kịch bản khỏe đấy và hôm nay cũng là một cái phiên này tôi đánh giá là thể hiện được điều đó rồi vùng phiên test cung và giữ được cái nền nhá giữ được cái nền thì ngày mai có thể tăng fomo lên đúng không? tăng fomo lên một nhịp và bạn vẫn cần xác nhận bạn nào an toàn vẫn lên cần xác nhận đấy một nhịp mà nó phải chinh phục được cái vùng một nghìn một trăm đấy nó phải chinh phục được cái vùng một nghìn một trăm sau đó nó test lại đấy thì thì lúc đấy các bạn vào các bạn mua thoải mái các bạn mua mạnh cũng được đấy các bạn kiên nhẫn các bạn đợi được hoặc là nếu mà bạn nào an toàn hơn thì nói chung là các bạn đánh kiểu gì cũng được nói thị trường mà đánh kịch bản khỏe mình chơi kịch bản khỏe kịch bản yếu thì mình chơi kịch bản yếu thôi nó về test vùng ngày thì cũng càng ngon cũng chả sao cả không có vấn đề gì nhưng mà rất là kỳ vọng là đánh kịch bản khỏe để mà uh, nếu mà đánh kịch bản khỏe thì tôi đánh sẽ sẽ ok hơn và nó hợp lý hơn đúng không với cái vấn đề vĩ mô cũng như là lãi suất bây giờ thì lại kịch bản khỏe và thị trường thế giới tăng vù 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 như vậy mà thị trường mình tự dưng lại gãy gãy rũ về vùng 1040 thì nó nghe cũng nghe có vẻ không hợp lý cho lắm không đấy đấy là về viên Index nhá tôi rất là kỳ vọng ngày mai sẽ là một phiên tăng tốt của thị trường để mà có một phiên xử lý cản đã nghĩa là không tăng vù vù đâu nghĩa là ngày mai có thể tăng còn thứ năm thứ sáu có, có thể điều chỉnh là chuyện rất bình thường mọi người nhá các bạn lưu ý cái vấn đề như vậy nghĩa là nó có thể là sẽ bị ảnh hưởng bởi bởi những cái yếu tố thị trường thế giới đấy nhá Đấy, thì thị, thị, trường thế giới như nào thì đây ví dụ Dow Jones này gặp vùng kháng cự mạnh này thường là sẽ có xu hướng phải test lại nhá thường có xu hướng sẽ phải test lại đấy nó có có thể là nó test lại một một nhịp đấy quanh về vùng này đấy quay vùng này được bỏ cái đường mới mưa được bo lại xong bắt đầu nó tạo cái đỉnh hai đấy khi thì tôi có chia sẻ mọi người khi mà nó tạo cái đỉnh hai và thị trường của mình thì thường là cũng 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 hay có xu hướng là đánh theo thì, thì cái đỉnh hai này thì thì tôi nghĩ VN Next sẽ chạy tốt hơn so với thị trường thế giới. Đấy, Dow Jones hay là các bạn nhìn chỉ số DXY nhá. Đấy, chỉ số DXY là các bạn nhìn này, hôm nay nó bắt đầu tạo nó tạo đủ sóng giảm rồi mọi người. Đây, 1 này, 2 này, 3 này thì có thể nó sẽ có một nhịp hồi để test cái đường 20 xong bắt đầu mình cắm mỏ tiếp. Đấy. thì hôm nay có một cái phiên gọi là có một cái phiên rũ ấy. Các bạn đường 20 bắt đầu nó có xu hướng cong cong nó bắt đầu cắt cắt lên thì có thể nó sẽ có một cái nhịp test mai thì cái nhịp đó để mà thị trường nói chung là thị trường mình hay thị trường thế giới nó có tìm một điều một điều, một điều chỉnh nhẹ đây nó nhịp này nó test 20 này xong nó mới cắm cắm mỏ tiếp, đấy sau nó mới cắm mỏ tiếp mọi người nhé, đấy nó sẽ cắm mỏ tiếp kiểu như này, đây là cái kịch bản mà tôi dự kiến với mọi người như vậy thôi. Còn nói gì nói VNX thì vẫn phải cần mà bạn nào an toàn vẫn cần còn cầm phiên xác nhận còn mua sớm thì cứ tất nhiên là ai thích cổ phiếu nào thì cứ mua thôi đó ví dụ như ở nam kim hay là dòng bất động sản hay xây dựng thì mình cứ mua thôi bởi vì đang vùng tích lũy mà mình cũng lên cược kể cả gãy về vùng một nghìn bốn mươi thì cũng là điểm mua mọi người đó gãy về một nghìn bốn mươi thì vẫn là điểm mua test đáy hai và chuẩn bị cho tháng tới thì vẫn là điểm mua chứ có phải là không phải điểm mua đâu cho nên là mình mua sớm thì được xong xuống dưới mình chung bình giá tất nhiên giai đoạn này thì cũng không nên đầu tư full 100 trăm các bạn có thể đầu tư khoảng tầm 60 phần trăm hoặc 50 60 60 phần trăm để mà các bạn có thể dành tiền để, để, để có thể trung bình giá lên cũng được trung bình giá xuống cũng được đấy kiểu như vậy nhá Ok đi sâu vào phân tích căng mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao và mọi nhấn like nhá là like cho vui thì kịch bản thì chia sẻ mọi người rất là nhiều lần rồi từ tuần trước đúng không à, thì thì cứ ở trong cái biên tích lũy này thôi cứ lên xuống lên xuống lên xuống và một cái cần một cái phiên xác nhận nghĩa là bây giờ nó phải chinh phục được cái vùng mà nếu mà đánh kịch bản khỏe ấy, là phải chinh phục được một vùng như 118 Đấy, hy vọng là ngày mai một hai viên tới thôi là chinh phục được một nghìn xong rồi nó test lại nó test lại đây kịch bản này giữa kịch bản đẹp nhất nhá này ví dụ là tăng một à, hai viên tới tăng như này đi tăng lên test vùng một đúng không sau sau đó nó giảm theo thị trường thế giới đó, test lại theo thị trường thế giới test lại một nhịp nhỏ 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 cũng khoảng tầm 10 15 điểm đấy xong bắt đầu là vào trận đấy vào trận nếu mà nó mà thành công trong hai phiên tới mà chinh phục được vùng 1118 thì nó đánh kịch bản này rất là tiềm năng luôn nha và các bạn nhìn này Bollinger thắt lại đúng không Bollinger thắt lại đây luôn là một cái mẫu hình yêu thích của của tôi cũng như là những cái mẫu hình đăng điểm đây lúc nào cũng phải Bollinger phải thắt thắt lại cơ đấy đây nó phải bứt bứt lên kiểu như này xử lý cản xong với test lại loang 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 test lại ví dụ giai đoạn này nó hơi tích lũy hơi lâu nhưng cái giai đoạn đi ngang này rất là nhiều cổ phiếu vào trận nhé như phát đạt này chẳng hạn lovoland vào trận này giai đoạn này hay là nam kim nó giai đoạn này mặc dù thị trường đi ngang thôi nhưng rất là nhiều cổ phiếu vào trận hay là thậm chí là dòng chứng khoán nó vào trận nhiều này Đấy, nhưng mà giai đoạn này thì trong nhóm đầu tư nam kim với cả phát đạt cũng ăn rất khá là ngon Mất, tất nhiên là không cầm được lên vùng đỉnh đâu nhưng mà cũng ăn được tầm ba mươi bốn Low volume thì được gần 40 phần trăm cái giai đoạn này đây thì nó cũng phải có một nhịp xử lý cản xong mới test lại đấy, bài bản trong các thứ đấy nhá đây kịch bản này kịch bản là uh, kịch bản khỏe còn nếu kể cả về cái vùng dưới này thì vẫn là ngon vẫn là ngon nó về vùng 1040 thì vẫn là ngon cái kiểu form Bollinger bo này thì cứ chạm biên rồi đấy, hồi lên chạm biên trên hồi xuống cứ bo 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 khoảng tầm 3 đến 5 phiên là bắt đầu vào trận thôi cái quan trọng là kịch bản khỏe nhất nó phải chinh phục được cái vùng 1118 trong diễn biến trong mùng 2 3 phiên tới thì xong xong bắt đầu là kể cả ngày mùng 1, mùng 2 tháng tới cũng chưa chắc đã đã ngon đâu mọi người nhá. Mùng 1, mùng 2 tháng 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 12 vẫn chưa vào trận đâu có thể là nó cho quả giảm tương đối vào ngày mùng 1, mùng 2 chẳng hạn xong bắt đầu là nó mới vào trận đấy, kiểu là như vậy. Nhưng mà các bạn nhìn vn và xét về vật yếu tố chắc chắc tháng thì tôi có chia sẻ với mọi người rồi. Thì tháng này nó sẽ tạo một cái nến rũ, đó, tạo một cái nến rũ chạm 20 nến rũ này thì tháng sau nó mới bứt thoát thì cái đường mời anh mới mà, mà thứ nhất là nó sẽ bứt thoát là nó test lên xong rồi nó bứt bứt qua để vào một cái chen mạnh thứ hai là nó, nó phù hợp với cái vấn đề vĩ mô đó. lãi suất thì rất là rẻ bây giờ lãi rất là rẻ lượng nhà đầu tư gửi tiền uh, quá nhiều đó đã nhiều thì bây giờ nó cái kênh bây giờ đầu tư các thứ gì nó sẽ là phù hợp với cái yếu tố gọi lãi suất rẻ và nhà đầu tư người ta sẽ nếu mà thị trường chứng khoán nó có một cái yếu tố về, về, mặt phân tích kỹ thuật mà tốt thì người ta sẽ dành tiền người ta đầu tư chứng khoán đấy à, cái đường MACD lúc này cắt lên lúc đấy nó sẽ có hai đáy MACD đấy là tháng sau tôi chia sẻ một người này tháng rất là kỳ vọng đấy và bây giờ bây giờ mình phân tích kỹ thuật theo chất ngày thì bây giờ đang bo đi giờ bo lại như này đó không hai thì đang đi ngang như này thì sớm muộn gì thì, thì nó kiểu bo như này thì có cầm một cái nhịp mà bứt thoát nó những như giai đoạn này thôi nó như dạng này nó cần một nhịp bứt thoát đấy nó cần một nhịp bứt thoát và dòng tiền nhé mọi người nhé quan trọng là dòng tiền này đấy. dòng tiền dạng này thì hôm nay chẳng hạn Đó, hôm nay là một phiên mà hôm qua giảm 7,55 điểm thì thanh khoản thấp nó hôm nay lại tăng 7,37 điểm thì thanh khoản lại tốt hơn đấy nghĩa là dòng tiền nó cứ vào dần vào dần vào dần khối ngoại thì mua dòng ba phiên liên tiếp nó tự doanh thì nó bán dòng nhưng mà xét về trong khoảng tầm một tháng trở lại đây thì khối ngoại mua dòng nhiều mà mọi người đấy thì còn tự uh, khối ngoại thì mua dòng ba phiên liên tiếp rồi Đó, hôm nay nó đảo chiều mua atc sáng bán cũng khá là gắt đấy sáng cũng bán khá nhiều đấy xong rồi về sau lại mua mua dòng lại bốn hơn 48 tỷ Đó cũng ổn rồi ok Để đi vào phân tích cổ phiếu nhé mọi người nhá đấy, hôm nay phân tích dòng nam kim này đấy nam kim này trong nhóm sáng nay mua vsm tham chiếu rồi nói chung là các bạn nếu mà có các bạn có đầu tư có lỗ mãi nào tôi nghĩ các bạn chỉ lỗ ngắn hạn thôi cầm trung hạn là khả năng về bờ rất là cao và thậm chí là lãi cơ đặc biệt là những cổ phiếu như dòng đầu tư công chẳng hạn hay dòng thép nhá dòng thép hay là thậm chí là dòng bất động sản nhá. bất động sản thì tốt nhất là thời gian tới khả năng là các bạn phải chú ý những cái dòng nào nó giữ được chen và dòng tiền nó không bị thoát ra nó, nó giữ được chen và biên lợi nhuận nó còn thì các bạn chú ý thôi chứ còn thời gian tới nếu mà chen tăng mạnh thời gian tới nó cũng vẫn phân hóa đấy chứ không phải là mã nào cũng tăng mạnh đâu nhưng ngày hôm nay chẳng hạn đấy nó có những cổ phiếu hồi tốt có những cổ phiếu không hồi tốt ví dụ nam kim chẳng hạn nó nam kim đang rất là khỏe một cái tích biên như này dù nó test lại thôi, dù có dù nó test lại nhịp nữa thì khả năng là con này sẽ 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 vào sóng thôi, đấy ví dụ nó test lại một nhịp nữa thì con này nó sẽ vượt đỉnh thôi, đấy, thậm chí là còn đánh khỏe là tích lũy vùng này tầm hai ba phiên nó bứt đỉnh luôn, nó bứt đỉnh luôn, hoặc thậm chí nó sẽ có cái nhịp mà bứt đỉnh à, rồi mới test lại, đấy kiểu như vậy nhưng bạn cứ cầm thôi, chả việc gì cả, bây giờ vi phạm gì đâu, chẳng vi phạm một cái bất kỳ điều gì cả, nam kim hoa sen, đặc biệt là nam kim đang rất là khỏe, dòng tiền tốt, đúng không? khối ngoại mua nhiều, A sen này cũng 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 tốt này, Đâu, nói chung là cũng đang giữ giữ được cái xu hướng rất là tốt, Đã, nhá. Còn với với bất động sản, bất động sản thì các bạn phải phải lưu ý những cái cổ phiếu nào mà nó khỏe, nó giữ được cái nền tích lũy của nó, thì các bạn lưu ý, đúng không? Ví dụ bất động sản nhá, như Lovoan chẳng hạn, Lovoan chẳng hạn đang giữ lên rất tốt, đúng không? giữ lên rất tốt, test được hai nhịp rồi, đấy, test được hai nhịp rồi, giữ lên rất tốt nhá mọi người nhá, giữ chen rất tốt, không có vấn đề gì cả, không có gì quá tiêu cực cả. Đấy, hôm nay vẫn một phiên tech cung tăng điểm Đấy, nó cứ lòng hoàng vùng này quanh vùng này tầm một hai phiên thôi là lại đi lên tiếp thì lại sẽ lên vùng 2 x mà tiềm năng là vùng 2 x thậm chí là nếu mà vào sóng và trận của nó thì cũng phải tầm có khi là vượt cả đỉnh cái đường đua đúng không anh nghĩ là trinh được phục được cái vùng 18 quan trọng nhất là các bạn lúc mà xem nó lấp gáp ấy, là lớp đáng cái gáp của nó 18 nhưng mà nó vượt qua cả 18 nghĩa là nó nghĩa là nhiều khả năng nó có thể là nó sẽ đánh bứt qua cả vùng vùng 18 nó lên vùng 2x cơ. Đấy, bởi vì là bây giờ các bạn nhìn dòng bất động sản con này nó đang là tôi thấy là xét về mặt phân tích kỹ thuật là đang là ổn 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 của dòng bất động sản đấy, đấy, à, dòng thép thì mọi người cầm thôi nhá, rung lắc rung lắc thì các bạn có thậm chí là các bạn có thể uh, đợi nhịp các bạn mua gia tăng thêm được nhưng mà trong nhóm bây giờ còn nam kim thì các bạn đang lời về đến hơn 20% phần rồi đúng không? Thì, thì cứ gồng thôi, cứ gồng thôi, cho anh vũ trong mua từ lời nào, à, cách đây khoảng một tháng rồi đó Hoa sen vẫn cầm thôi nhé, Hoa sen Hòa Phát. Nói chung dòng thép thì bây giờ đang rất là ổn. Xu hướng thì tốt, đúng không? Dòng tiền thì tốt, khối nội khối ngoại thì mua nhiều, đúng không? Khối nội khối ngoại mua nhiều, gom nhiều. Đấy, MACD các kiểu thì cũng ổn. Gọi là dòng này dòng kỳ vọng vượt đỉnh đấy nhé. Và hôm nay cũng là một yếu tố gọi là hồi phục cũng sớm đúng không? của thị trường. Nó có thể rung rũ một vài nhịp nó bứt bứt thoát thôi. Uh, tiếp sau là dòng bất động sản kỳ vọng dòng bất động sản mọi người dòng bất động sản thì nó đang ở cái giai đoạn mà nó sẽ lấy lại ví dụ vn mà lấy lại vùng 1118 chẳng hạn thì dòng bất động sản ví dụ con dg này, nó sẽ lấy lại cái vùng tích lũy này cái, cái vùng tích lũy này là vùng rất quan trọng để mà phải con dg nó phải lấy lại cái vùng tích lũy này thì mà nó vào một cái nhịp nghĩa là các bạn phải hiểu nhé khi nó đang tích lũy như này mà nó gãy thì nếu mà cứ lò dò lò dò kiểu này có thể là về test sâu đúng không nó nó về test sâu mà cái thùng mai mưa cái thứ nó, dần 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 nó gãy rồi tìm về test sâu thì nó ra cái kịch bản như kiểu video ngày hôm qua tôi chia sẻ mọi người là dịch kịch bản rồi con nửa thứ hai đây kịch bản giống như này nhưng là tích lũy lâu quá lâu mà không lên được là sẽ bị gãy đây ví dụ như dạng này Đấy, dạng này nó, nó gãy này xong rồi nó nó không lấy được lại luôn cái về vùng tích lũy này lại gãy tiếp một nhịp nữa đấy thì nó xong nhịp sau thì nó mới chạy nhưng mà kiểu kiểu gì thì kiểu nó cứ kể cả, cả gãy thì nó về test lại cái, cái đáy trung hạn của nó thì nó cũng lên thôi kể cả DG hay DG hay dòng bất động sản dạng này, này kể cả nó cái đánh cái ngay rũ thì trung hạn nó cũng đi lên thôi mà hy vọng là nó lấy lại đúng không lấy lại cái vùng tích lũy này ví dụ DG này nó phải lấy lại cái vùng tích lũy này thì nó chờ cái về trạng thái đó thì bắt đầu nó bứt thoát lên thì cái vùng tích lũy này sẽ là vùng hỗ trợ của nó để nó bứt thoát lên đấy nếu nó rất là khỏe đó, DG cũng vậy thôi nhá đấy, bắt đầu đang xu hướng là lấy lại rồi này đúng không lấy lại thì có ông sell thì ông hơi yếu ông sell thì ông còn đang đánh cả dưới 20 cơ và ông không ông chưa lấy lại được vùng tích lũy ông sell này hơi yếu bao giờ con sell này nó phải lấy đấy cho nên tôi mới chia sẻ với mọi người là là bất động sản thời gian tới là các bạn phải chú ý những con khỏe là con lấy được lại cái vùng tích lũy là các bạn chú ý ví dụ như Dg này Dg này hay là Loveland nó lấy được lại cái vùng tích lũy thì các bạn mới chú ý được cái trận tới thì nó có kỳ vọng là tăng trước còn những cái cổ phiếu có thể đón sell nó sẽ lấy được cái vùng tích lũy sau và nó tăng sau đấy lưu ý là như vậy nhá có thể là con này có sẽ tăng sau còn những cái cổ phiếu mà tăng trước như là vào sóng trước có thể là dòng DG DG và, và vào Loverland chẳng hạn đấy thì có thể là vào sóng trước hay thậm chí là những cái cổ phiếu như kiểu L14 chẳng hạn nó vẫn đang giữ được trên và nó hôm nay nó về test lại về vùng hỗ trợ rất là thành công này có nên là ngày mai sẽ hồi phục đấy nhá ví dụ L14 ngày mai nó có một phiên test cung như này thì khả năng ngày mai sẽ tăng điểm đấy nó về test vùng hỗ trợ rất là thành công này chắc giờ chắc ngày thì đang rất là ổn không vấn đề gì thường là ngày mai sẽ con này sẽ hồi phục hay Land cũng vậy thôi còn Lovoland thì cũng đang giữ được cái nền quan trọng là nó giữ được cái nền của nó còn ví dụ như ông DG hay DG thì cũng đang có xu hướng lấy lại DG thì lấy có vẻ sớm hơn con này bây giờ nó lấy được máy 10 còn sát sát cái vùng tích lũy rồi thì nó cũng chỉ cần hồi tầm 2 phần trăm nữa là nó sẽ lấy lại cái nền lấy lại nền tích lũy thì sẽ giữ được cái chen khỏe của nó và sẽ có xu hướng là sẽ bứt lên và bứt, bứt uh, test đỉnh test đỉnh thậm chí là bất cả đỉnh luôn nếu mà nó xây được cái nền chắc như này một khi nó đã bứt lên thì khả năng sẽ bứt đỉnh chứ không phải là test đỉnh đâu mọi người nhé bứt qua cái vùng đỉnh 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 trung hạn này luôn bởi vì cái trung đỉnh trung hạn này nó dày mà cho nên tôi chia sẻ mọi người cái mọi, mọi người bảo là cái target mà các bạn xem video không? là đầu tháng năm hai không à, đầu tư gì tháng 11 năm 2023 nghìn thì tôi còn chia sẻ mọi người dòng bất động sản là dòng rất là kỳ vọng các bạn xem lại video nhé xem đầu đầu tư tháng đầu tư gì tháng 11 năm 2023 đầu tư gì tháng tới video đó hình như vào tầm 28 tháng 10 thì phải đấy video đó thì tôi có chia sẻ mà người ta ghét là chỉ lên cái vùng kháng cự này thôi thì kiểu diễn quay đầu nó test lại đấy tôi bảo mọi người một video này hay là con xe chẳng hạn đấy nó chỉ lên trên vùng này thì là là nó sẽ test lại thôi bởi vì vùng này vùng target hồi mà đấy, nó sẽ test lại thôi đấy, đấy. Nhưng mà test rồi thì một khi mà Bollinger các bạn test lại để mà nhiều gặp gặp vùng kháng cự mạnh ấy, thì thường cái cổ phiếu cơ bản nó sẽ có xuống nó phải test lại đúng không? nó kháng cự mạnh nó quay đầu nó test lại xong rồi nó lấy lại cái vùng tích lũy nó tích lũy lại xong rồi nó cũng có xuống nó bứt đỉnh đấy kỳ vọng là bứt đỉnh mà nói chung định giá của cổ phiếu thì tôi đánh giá là hợp lý rẻ không không quá cao cho nên cái vấn đề mà bất đỉnh để mà vào xu hướng mới thì cũng hoàn toàn có thể gọi là tôn trọng cái vùng kháng cự đúng không? tôn trọng cái vùng kháng cự vào vùng kháng cự quay trở lại test được bình thường đấy g hay dg tôn trọng là, tốt đúng không? tôn trọng là tốt nó đánh bài bản mà mọi người thị trường nào cũng vậy thôi không phải đánh bài bản với cả khi nó vào sóng lớn luôn luôn là phải phải về tích lũy tốt tích lũy đủ dài để mà vào sóng lớn nó tốt hơn đấy dg cũng vậy thôi này gặp vùng kháng cự mạnh nó phải quay đầu test lại đấy, đấy là dòng bất động sản nhá mọi người nhá nhưng vấn đề nó test nó cũng ói âm nó test kiểu atc nó giảm atc nghĩa là cái hôm thứ năm tuần tuần trước nó giảm đùng cái giảm sàn atc test kiểu nói chung các không hiểu đội lãi tạo lập nó đánh kiểu gì nó, nó đánh test atc thôi vì nó có thể là nó quá nhiều thấy nó thấy thị trường bây giờ nhiều ông đánh phân tích kỹ thuật kinh quá thành ra là nó không muốn test trong phiên trong phiên có khi là nó, các nhà đầu tư bán được nó, nó cũng chả gom được cái giá hàng giá thấp rồi, bán ATC để cho mọi người cứ đoán giải đoán non là phải có uh, thiên nga đen này cái gì gì đấy bắt đầu người ta bắt đầu bán tông bán tháo thì nó mới gom được hàng chẳng hạn để nó chuẩn bị cho cái nhịp tới đấy. theo quan điểm cá nhân tôi như vậy ở đâu, đâu thị trường đánh kiểu gì mình đánh kiểu như vậy thôi con nào giữ được chen thì mình đầu tư con nào không giữ được chen thì thôi Điều gì đâu nha OK thời gian tới thì sẽ là cái thời điểm quyết định là mình giữ cổ phiếu nào à, đấy xong dụng bất động sản và thép đấy chứng khoán, à, chứng khoán thì cũng tôi đánh giá cũng khá là ổn, giữ được nền nhưng mà vẫn là chỉ nếu mà các bạn đầu tư chứng khoán thì các bạn vẫn chú ý chỉ HCM, VND, SSI, VCI thôi. vì HCM đang giữ nền rất tốt này, à, giữ nền rất tốt và nhịp vừa rồi không hồi được bao nhiêu, vì vừa rồi tôi đánh giá HCM hồi không không tốt bằng bằng những cái cổ phiếu như kiểu là Um, BSI, VCI hay là các cổ phiếu VND, các thứ, đó. HCM nhịp vừa rồi gọi hơi khiêm tốn Cho nên cái nhịp này tích lũy tốt mà nó bứt được cái nền tích lũy này thì là, là nó sẽ đạt được cái target hồi của nó đấy Nghĩa là kỳ vọng là target hồi sẽ là vùng này này Đấy để xem thời gian tới nhé Bây giờ mình đang gọi là các bạn mà xem Tam Quốc sẽ có một cái gọi là lúc mà Tam Quốc mà đánh kinh à, uh, nam quốc mà đánh đống ngô ấy, đúng không bảo là tất cả những thứ gì gọi là vườn vàng biển bạc nó chỉ ở, ở trong cái gọi là cái suy nghĩ và cái mộng tưởng thôi mà bao giờ nó đạt được cái yếu tố về mặt phân tích kỹ thuật tí lúc đấy các bạn vào sẽ ok hơn còn bây giờ có những trường hợp thì nó test lại về cái vùng đáy dưới này thì sao đúng không cho nên mình cũng phải bình tĩnh cho nên chia sẻ với mọi người là các bạn uh, nếu mà chắc cũng phải lên đợi một cái nhịp mà xác nhận thì các bạn vào thì ok ví dụ như kiểu con uh, HCM chẳng hạn nó cho nó lấy lại hẳn cái vùng 30 đi đó. cho lấy lại hẳn vùng 30 xong các bạn đợi cái nhịp test lại các bạn vào cũng được lấy lại vùng 30 các bạn vào cũng được chứ không nhất thiết các bạn phải vào sớm bây giờ thì bây giờ trong 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 giai đoạn này nó đang lấy được cái vùng tích lũy như này đúng không? nó lấy được cái vùng tích lũy này rất rất yếu tố rất là tốt rồi MACD RSI đều rằng, tôi đánh giá là ổn rồi hôm qua giảm 2,38 khối lượng thấp hôm nay tăng 1,74 phần lại khối lượng lớn lấy, lấy lại, cũng lại 10, 20, lấy lại 10 20 mới thùng 20 lấy lại 10 20 là một yếu tố rất là tốt và tích lũy chặt Đúng không? tích lũy càng chặt thì khi mà bứt thoát thì nó sẽ càng khỏe mọi người nhé lưu ý luôn luôn là như vậy tích lũy càng chặt bứt sẽ càng khỏe thì thì tôi mới chia sẻ mọi người là nó mới dễ vào cái tháng kỳ vọng ở tháng 12 đây dạng này là tích càng chặt nhé các bạn nhớ lưu ý là anh tích càng chặt thì bứt lên càng tốt càng khỏe nghĩa là khi mà tích lũy thì các bạn học về yếu tố hỗ trợ và kháng cự thì lúc đó nó tạo một cái vùng tích lũy như này thì khi bứt lên thì nó sẽ càng khỏe và các bạn đầu tư sẽ mang tính chất yên tâm hơn đấy kiểu như vậy và lúc đấy nhé và lúc đấy dòng tiền lớn tôi nghĩ là sẽ vào đấy dòng tiền thông minh á mọi người hay gọi là dòng tiền thông minh dòng tiền đứng ngoài á là chẳng các bạn cứ nghĩ là nó nó nó, nó đầu tư vào đâu hay là mua vàng mua đất các thứ không có chuyện đấy đâu nó đợi đấy mọi người nó đợi về mặt phân tích kỹ thuật đẹp là nó vào đấy chứ không phải là chẳng qua mình ham ham hồ hố thì mình gom sớm các thứ thôi chứ còn cái đội mà đánh theo kiểu dòng tiền hay các thứ khiếp nó đã đạt được cái phân tích kỹ thuật nó vào tiền kinh lắm ví dụ giai đoạn này chẳng hạn các bạn cứ nghĩ nó đạt phân tích kỹ thuật và dòng tiền nó vào ấm, 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 ấm. tăng cũng lên cũng khiếp mà giảm thì cũng khiếp nói chung quanh đi quẩn lại thì vẫn cống tiền cho <laughs> tạo lập với cả khối ngoại rồi khối ngoại này khôn quá không? nên trên vùng trên nó cứ bán dần bán dần nó bắt đầu xuống vùng dưới bắt đầu lại gom dần gom dần làm vòng mới đấy, thì thôi bây giờ đấy cơ bản đấy, thôi giúp kinh nghiệm cũng chả tin vào vấn đề cơ bản đâu mọi người cơ bản được tin vào cơ bản xong cuối cùng toàn bị ăn bô, ấy, đúng không? Ai mà cứ tin vào cơ bản toàn bị ăn bô đấy, kỷ lục ra báo cáo tài chính của chứng khoán thì đúng là cái thời điểm là úp bô dòng chứng khoán luôn. đấy, cứ ra kỷ lục báo cáo tài chính của chứng khoán là úp bô, kỳ vọng hệ thống mới, Ông cụ đầu tư đấy cuối cùng cứ quảng cáo media xong cuối cùng là tái úp bô, hay là volen dự án lọ dự án kia tháo gỡ rồi uh, xong cái vấn đề trào phiếu thì nó cũng làm cho quả đi ba mươi bốn mươi phần trăm, đấy. Cho nên là nếu mà ai mà đầu tư về mà phân tích kỹ thuật thì sẽ tránh được nó sẽ tránh được phần nào thì tôi thời gian tới thì cố gắng mà đầu tư theo phân tích kỹ thuật thôi. Chứ còn đâu mà bây giờ cơ bản thì cơ bản cái gì? Kỳ vọng thì gọi là cứ kỳ vọng thôi còn kỹ thuật mà không đạt thì tốt nhất là chả cần mua đúng không? Nhá, chú ý thời gian tới nha, cố gắng để trận tới cố gắng mà kiếm được ổn ổn chút. Thiên về phân tích kỹ thuật đi nha, thiên về phân tích kỹ thuật đi. Tôi thì cũng đang gọi là thuần gọi là phân tích kỹ thuật rồi đấy là chia sẻ với mọi người như hôm ngày hôm qua đấy, chia sẻ mọi người phân tích kỹ thuật còn vnm đấy thì nó đúng là tăng kiểu như vậy thì thời gian tới chắc là cũng chỉ đánh với mọi người theo phân tích kỹ thuật thôi chứ còn cơ bản bây giờ loằng hoảng lắm cơ bản bây giờ các ông có đánh theo cơ bản quá đâu rồi tạo lập các thứ người ta có đánh theo cơ bản đâu nhiều doanh nghiệp người ta tốt ơi là tốt mà cổ phiếu cứ cắm mỏ cái ra kinh doanh kết quả lãi rồi bằng lần là bao nhiêu lần Xong rồi cổ phiếu cứ cắm mỏ cắm mỏ và thậm chí là ra tin nó còn cắm mỏ còn khiếp hơn là lúc chưa ra tin đấy kiểu thế thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam nó lại oai âm kiểu như vậy ra tin còn cắm mỏ hơn như thị trường Mỹ chẳng hạn nó ra tin thường thường ít nhất nó mới tăng một vài phiên xong bắt đầu mới đổ nó cắm thế thị trường mình ra tin là ra, chưa kịp ra tin là có chớm 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 ra tin là bắt đầu là cắm mỏ đấy chớm chớm ra tin là bắt đầu cắm mỏ là là ubo thế âm nhá các bạn lưu ý cái vấn đề về yếu tố phân tích kỹ thuật như vậy Đấy cái đợt này các bạn nhớ cái giai đoạn mà tháng 9 2023 là ra báo cáo tài chính của của cổ đội chứng khoán đúng không? Doanh thu kỷ lục các thứ uh, cải thiện so với quý lọ quý kia cùng kỳ các kiểu trong có lỗ úp trong một quả. Uh, hàng bao nhiêu nhà đầu tư bị cô mơ hay bán giải chấp đấy. chỉ vì đọc báo cáo tài chính đấy. Ok. Rồi. Đến đến dòng nào rồi nhỉ? Banh chứng thép. Nam kim bất động sản. Bất động sản À, xây dựng đi nhá xây dựng đang tích lũy rất tốt này xây y đang tích lũy tốt cứ đang lấy lên tốt là được vcg đội ngày đội ngày mạng rất là dễ tăng tiếp này vcg hay là hhv thì hôm nay nó có tin uh, chào bán 10.000 đúng không đấy thì hôm nay tăng khá tốt 4,3 phần cũng đang giữ nền thôi trong hôm nay thì tôi đánh giá là những cái cổ phiếu đều đang gọi là xu hướng là giữ nền đấy hôm nay thì thép chạy thì có thể là ngày mai đầu tư công hay chạy Đó. hai dòng này nó hay đi 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 cùng nhau lại đặc biệt là con lcg này hôm qua này hôm qua thì lại có một phiên giảm 1,27 phần trăm khối lượng siêu thấp nó 2,2 triệu cổ phiếu hôm nay có một phiên tăng điểm này ba phẩy nghĩa là có những cái phiên mà rũ mà khối lượng thấp là yếu tố rất tích cực và đặc biệt là độ này nó giữ được nền mọi người nhá. giữ được cái nền tích lũy là yếu tố rất là quan trọng trong dạng này thời gian tới những cái cổ phiếu nó cứ giữ được nền Bollinger bo lại và đánh trên 120 là các bạn chú ý và đặc biệt là khi mà đã bứt thoát đó, nhá bứt thoát thì phải có dòng tiền thì lúc đó các bạn chú ý trong thời gian tới là những cái dòng nào là sẽ là dòng dẫn thì các bạn chú ý tập trung vào nó thì bây giờ những cái cổ phiếu mà đang ở trong biên tích lũy như này thì các bạn có thể chú ý được rồi đúng không như kiểu là dòng thép chẳng hạn đấy là bắt đầu đang có biểu hiện ở dẫn sóng này đấy dòng bất động sản nhá dòng bất động sản tuyệt đối, đối tôi nghĩ là không không thể bỏ qua được dòng bất động sản dòng bất động sản vừa định giá rẻ lại vừa còn biên hồi đấy cho nên là phải chú ý trong bất động sản lãi suất là luôn luôn là nó ủng hộ cái yếu tố của dòng chứng khoán và đặc biệt dòng bất động sản và bất động sản hay chạy cuối năm lợn thì khỏe quá hôm nay treo cổ thì chắc là không biết ngày mai phải điều chỉnh không khỏe quá còn hai khỏe quá bây giờ là nó có thể là con được hàng nó đánh bài điên nó cứ tăng vù 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 đấy nó gom đủ hàng rồi mọi người nó gom này cứ đánh lên vù vù mà thường có một yếu tố treo cổ đấy cũng phải tích lũy lại đi nếu mà có khỏe thì chắc đánh kịch bản kiểu như này tích một biên như này đi lên thì còn đâu chẳng lẽ là ngày mai lại tăng chân tiếp và cứ tăng vù vù tiếp thì không <laughs> nghe có vẻ lúc đấy lái thì cũng đánh lộ quá được đánh như vậy thì đánh lộ quá anh xa mười mươi lại thường phải có xu hướng test lại nhá đầu tư công các thứ đều ổn mà không có vấn đề gì đâu hvbcg ncg ksb cái B thì nó đang hơi xa nền hồi phải hồi thêm, Hôm nay còn chỉ được cái giá tham chiếu, trong khi cả ngành nó đang tăng tốt với VCG chẳng hạn, NCG các thứ, FCN đang giữ đường nền rất tốt, Đó. đang giữ đường nền rất tốt. Đó. Thời gian tới thì rất là nhiều cổ phiếu mà các bạn có thể chú ý được, cái con nào đẹp thì mình đánh thôi, chú ý những cái dòng bạn nào mà tiền to thì các bạn cứ chỉ chú ý thép và bất động sản chứng khoán đúng không chứng khoán còn dòng banh nhá mọi người nhá dòng banh thì theo quan điểm cá nhân tôi phải chắc phải đợi đợi sang 2024 thì nó mới vào trận bây giờ các bạn nó vẫn đang cái mẫu hình gọi là test hai đáy trung hạn ấy đúng không etb test hai đáy trung hạn nó còn lòng nó còn chán kiểu này nó còn đánh giữa ngày mươi đúng không cho nên là những cái đội kiểu như này nó phải đúng cái trận của nó phải đầu năm 2024 ấy mọi người etb hay là dòng banh nói chung là phải 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 đầu hay đầu năm 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 2024 xong sẽ vào trận đây cái xu hướng này thì rất là ổn thôi bạn nào gom dần gom thôi nhưng mà chả việc gì phải gom dần mình cứ đánh những cái cổ phiếu mà hút tiền trước xong bắt đầu là khi mà thanh khoản của thị trường khoảng tầm 25.000 tỷ ấy, lên tầm 23 24.000 tỷ rồi bắt đầu là các dòng kia nó tăng lo ly chán chia xong rồi thì bắt đầu các bạn quay trở lại banh là đúng vừa miếng luôn là đúng vào, vào trận của nó luôn ấy. Đấy, thì lúc đó thì có thể là nó đang lấy mẫu hình VCB nó Bollinger bắt đầu thoa lại thắt lại ấy, 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 kiểu như vậy còn bây giờ là Ben của nó vẫn đang mở ra mà cái AB chắc banh các bạn chú ý AB MSB OCB này hay là STB cũng được STB thì nó tôi đánh giá là chiết khấu cũng khá là đủ rồi từ vùng đỉnh chiết khấu khá đủ rồi thì nó tích biên dài thì các bạn chú ý cho nhịp năm mới được STB TV banh thời gian tới cứ nói chung dòng banh thì tạm thời là mình chưa chú ý vội đó dòng banh tạm thời chưa chưa chú ý vội banh chứng đẹp đang dầu khí đi ngay bây giờ cứ bo chặt này càng bo chặt càng tốt bo chặt máy sau càng bứt nền thì nó càng khỏe sao đâu bvc Đấy, bvc thì vẫn đang test lại Đấy. không có vấn đề bvs thì vẫn đang giữ 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 vùng tích lũy dòng này chắc là dòng đang gom hàng đợi tăng nhịp nữa thôi. đợi nhịp tăng bất đỉnh mà, và, và Đội, đội, đội này đang cơ bản nó tốt quá Đó, Cơ bản nó rất tốt nó Chắc có nhịp nó sẽ bất đỉnh đấy nha. Đang tích lũy rất chặt rồi. Những cái lúc mà thị trường giảm mạnh nó có giảm đâu Nó vẫn đang giữ nền rất tốt này mọi người Nó giữ nền rất tốt là xử lý cả xong giữ lên Đang Bollinger cả thị trường Bây giờ đang Bollinger đang thắt lại hết rồi Đánh cùng form à Đây các bạn nhìn những cái kiểu mà Bollinger bò rất là tốt này Bò này Đấy, Dòng tiền nó vào là các bạn mua thôi Đây, Form truyền thống Đấy, thì thị trường bây giờ đang tuẩn, chuẩn bị tạo cái form truyền thống cho các bạn mua rồi đấy anh đấy. trứng, thép, dầu, khí đấy. SHS Nói chung là những cái đội này thì các bạn nên đợi cho nó lấy lại lên Dòng chứng khoán thì thật ra đầu tư cũng được nhưng mà Tôi lại có cảm giác trận này tôi không khoái dòng chứng khoán lắm Tôi thích dòng bất động sản và dòng xây dựng hơn bỡ sản anh hôm qua VNM rồi vsm bởi vì dòng chứng khoán nhịp trước tăng mạnh quá nhịp này thì khả năng với cái thanh khoản một hai tháng trở lại đây thì tôi nghĩ là Vào các tài chính nó cũng không được tốt cho lắm từ khi bây giờ chuẩn bị là vào sóng thì thanh khoản nó lên tầm 25 30 nghìn tỷ thì đủ đấy. dòng chứng khoán đấy vào trận thôi dòng chứng đây này nó tạo ra hai đáy nâng đó. thì cái vùng cản trước này nó phải chinh phục thôi nó cản trước cái vùng chinh phục chạm ben rồi lại phải test lại rồi nó đi lên đấy đi kiểu thế nhưng mà nói chung là về yếu tố trung hạn là con này bắt đầu là tạo đáy xong rồi ấy. gọi là có tăng mạnh hay không nữa chứ nó tăng mạnh hay không mà cái đội này mà tăng mạnh thì khả năng thị trường ổn đấy thị trường nó giữ được cái vùng tích quỹ của nó đấy, cho nên tôi mới thiên về kịch bản gọi là viên và đánh kịch bản khỏe thế thiên về kịch bản viên sẽ đánh kịch bản khỏe chứ nó về test lại vùng dưới này thì như cái kịch bản đấy kịch bản yếu nhưng mà cũng đây là một cái cơ hội mà các bạn gom được cái hàng giá rẻ đúng không? và đầu tư lúc đấy mình cảm giác là, tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ an tâm hơn còn kịch bản này thì tôi thích hơn mà tôi thích hơn cái kịch bản này đấy, nó như là nếu mà viên nick lấy lại vùng 1118 trong hai phiên tới như là dòng bất động sản này dòng chứng khoán và tất cả những dòng xây dựng là nó sẽ lấy được lại cái vùng tích lũy của nó Nghĩa là lấy được cái biên tích lũy của nó và trận sau nó sẽ bứt thoát cái vùng tích lũy đó thì cái vùng đó sẽ thành vùng hỗ trợ nó kể cả vinh cũng vậy thôi khi mà cái vùng này nó mà tích lũy dài như này rồi đấy, nó sẽ là vùng cái vùng hỗ trợ để mà nó kéo lên đúng không? khi mất thoát nó cũng gọi là một phiên gọi là bùng nổ theo đà đấy thì cái vùng này sẽ là vùng hỗ trợ của thị trường thì lúc đó đi lên sẽ bền vững hơn và nó có thể chinh phục được những cái vùng giá nó tốt hơn 1.100 1.200 à, vùng 1200 thậm chí là hơn cả vùng 1200 mà nó sẽ vào cái sóng thậm chí là chạy từ, từ 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 từ, tháng 12 sang tận năm 2024 thì sao đúng không bởi vì là các bạn lưu ý là Dow Jones Nasdaq nó đang tiệm cận đỉnh của nó rồi còn thị trường mình thì bây giờ không còn bàn đúng không còn bây giờ cái lò dò lò dò này thị trường mình đỉnh của mình tận 1.500 rồi mà bây giờ vẫn đang quanh quanh vùng 1.100 thì làm sao gọi là Uh, tăng tốt và 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 như mọi người nói là cũng gọi là triển vọng về kinh tế thì loại cái kia và các bạn lưu ý năm tới nhé năm tới là của mình cũng đạt mục tiêu GDP sẽ sẽ tăng trưởng hơn năm nay đúng không năm tới là mục tiêu GDP cao hơn đấy năm nay chỉ hình như là chỉ có quanh quanh năm phần trăm thì phải nhưng năm sau là tận sáu bảy phần trăm sáu phần trăm thì phải đấy, cho nên là năm tới cũng là một năm mà cả thị trường hồi phục đúng không các cái lúc đó là các các yếu tố hưởng lợi về những cái 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 những cái vấn đề nâng cấp quan hệ sắp tới là mình còn nâng cấp quan hệ với cả Nhật Bản nên vô tác chiến lược toàn diện cơ đấy là cấp Mỹ này Nhật Bản và thứ như là sẽ ngấm dần ngấm dần những cái yếu tố tích cực đấy, thì năm 2024 2025 là một cái năm mà tôi đánh giá là rất là kỳ vọng với thị, 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 thị trường chứng khoán và với cái lãi suất nó thấp như này và không có biểu hiện gì gọi là tăng bởi vì là quá nhiều nhà đầu tư à nhiều nhà Người, người dân bây giờ người ta gửi tiết kiệm quá nhiều trả lý do gì ngân hàng nhà nước lại tăng lãi suất cả đấy, khoảng bao nhiêu triệu tỷ gửi còn kỷ lục luôn đấy kỷ lục luôn đấy. Đấy, kỷ lục người người dân gửi tiền tiết kiệm luôn nha ok hôm nay phân tích vậy đi các bạn muốn hỏi mọi người nào thì các bạn bình luận phía dưới nhé tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người các bạn muốn tham gia dung khuyến nghị phân tích thị trường trong phiên thì các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên có các bạn muốn tham gia dung khuyến nghị phân tích thị trường trong phiên cũng như tham gia khóa phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền thì các bạn lì xì từ năm triệu trở lên nhá đợi một cái kèo đi tôi nghĩ là tầm hai ba phiên tới là xác nhận xu hướng thôi chứ không phải việc gì phải vội mua chậm một chút được không vấn đề gì nhé chậm một chút nhưng mà mang tính chất an toàn ok kiểu gì cái kiểu uh, DXY này thì nó sẽ ví dụ y tăng trong Dow kiểu là sẽ có nhịp điều chỉnh cho nên là viên mình có tăng ngày mai ngày kia thì nó mới test lại thôi test lại xong bắt đầu nó mới đi lên nhá ok chúc mọi người một buổi tối vui vẻ